Dạ vâng, tiếp tục một chiếc bếp mặt men full chức năng cả nhà nhé. Cái dòng này là dòng 340 full chức năng, 3 đồng hồ hẹn giờ. Nói chung là full chức, em ơi xin lỗi ạ, hẹn giờ 3 bếp ạ. Mặt men cả nhà ơi, mặt men nhá, mặt men và hẹn giờ cả 3 bếp. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Hàng Nhật của em Hương. Anh chị vào xem bếp thì ủng hộ em Hương một like và một nốt đăng ký kênh ạ. PA340 cả nhà nhá. Em sẽ giới thiệu sơ qua cái chiếc bếp này, thì nếu mà anh chị nào mà không có quan trọng về hình thức ấy thì có thể tham khảo cái chiếc bếp này. Giá lại vừa ok, hợp lý, giá rẻ mà mình vẫn được sử dụng một cái chiếc bếp full chức năng luôn. Full tất cả các chức năng cả nhà nhá. Bên bếp trái có chế độ nấu cơm, nấu cháo ạ. Rồi bếp trái nóng đã tắt rồi, bếp phải thì vẫn đang cháy ạ. Chiếc bếp này rất là nhạy đúng không ạ? Cảm biến rất là nhạy luôn. Mình dùng bếp ga Nhật thì mình quan trọng đến cái tính năng an toàn của bếp ga Nhật. Đấy là tự động hóa ga khi mà nồi cạn nước. Nấu cái dòng bếp này thì sẽ không có lo cháy nồi cả nhà nhé. Anh chị nhìn này, cái đèn nó báo hiệu 02. Đây là khóa ga khi mà nồi cạn nước. Tiếp tục giới thiệu các cái tính năng của bếp ạ. Nấu cơm, nấu cháo. Cái này là tùy chỉnh nhiệt độ chiên rán từ 160 đến 200 độ C. Lửa rất là đẹp luôn nhé. Lửa xanh như thế này thì đã đốt cháy hết nguyên liệu trên ngọn lửa rồi ạ. Lửa xanh thì rất là tiết kiệm ga đúng không cả nhà. Không có lo đen nồi nữa. Những cái chiếc bếp mà bị đen nồi là do lửa quá đỏ hoặc quá vàng cả nhà nhé. Đây, khi mà nồi nóng lên thì bắt đầu giảm nhỏ lửa rồi đây ạ. Bếp bên phải có tính năng đó là 3S. Ấn và giữ 3 giây để kích hoạt tính năng này lên. Mình bật cái tính năng này lên khi mình chiên rán hoặc là rang đồ khô để tránh cái tình trạng là ngắt bếp đột ngột. Các anh chị thấy không ạ? Khi mình bật lên thì lượng lại to lại này. Rồi, tiếp theo. Đây, tắt đi nó lại nhỏ lại. Rất là vi diệu đúng không ạ? Lại bật lên. Nó lại to lên ạ. Rồi. Bếp ga Nhật. Vì sao gọi là bếp ga an toàn? Vì sao gọi là bếp ga thông minh? Tiếp theo nữa đến là cái đồng hồ hẹn giờ. Rồi, bếp này nóng quá cũng tắt luôn rồi ạ. Anh chị cứ để ý nhá. Đèn 02 ạ. 02 là báo hiệu khóa ga khi nồi cạn nước. Nấu cái dòng này thì sẽ không có lo bị cháy nồi cả nhà nhá. Đây ạ. Ok. Rồi, em Hương đang giới thiệu các cái tính năng của bếp. Bên đây là đồng hồ ạ nhà nhá. Hẹn giờ bếp trái này. Cái này là hẹn giờ bếp phải. Tối đa các anh chị có thể hẹn được 99 phút ạ. Dấu cộng ạ. Đây là dấu cộng ở nhà nhá. Dấu cộng là tăng cái thời gian hẹn giờ. Còn dấu trừ là giảm thời gian hẹn giờ. Đây, dấu trừ nó ở bên này cả nhà. Dấu trừ nó ở bên này đây ạ. Giảm thời gian hẹn giờ này. Tối thiểu các anh chị có thể hẹn 1 phút nhé. Bây giờ em Hương sẽ hẹn 1 phút bên phải ạ. Cái chiếc bếp này nó rất là tuyệt vời. Đó là mình có thể hẹn cả bếp nấu và bếp nướng trong một cái đồng hồ này luôn. Đây. Đây là thời gian hẹn giờ của bếp nướng. Tối đa được 15 phút, tối thiểu là 1 phút. Bây giờ em Hương sẽ hẹn 1 phút bếp nấu và 1 phút bếp nướng nhé. Nó chênh nhau tầm 10 đến 15 giây đấy. Đây là khay nướng và vị nướng của bếp này cả nhà. Vị nướng thì bằng nhôm ạ. Khay nướng thì bằng... À, em không xin lỗi ạ. Vị nướng thì bằng inox, còn khay nướng là bằng nhôm cả nhà nhé. Đây là phía trong của lò nướng. Nướng 2 tầng lửa các anh chị ạ. Nướng 2 tầng lửa. Mình nướng đồ ăn sẽ nhanh hơn đối với dòng bếp 1 tầng lửa. Rồi. Trên nấu dưới nướng cùng một cái thời gian thôi. Nhưng mà mình có thể chế biến rất là nhiều món ăn cho gia đình của mình rồi. Đây ạ. Đồng hồ báo hiệu còn hơn 20 giây nữa bếp sẽ tắt. Anh chị đợi chờ cùng em Hương nhé. 6 chữ dùng để miêu tả cái chiếc bếp ga này. À rồi, bếp phải hết thời gian hẹn giờ đã tắt rồi. Còn bếp nướng thì còn 10 giây đấy ạ. Hãy chênh nhau khoảng tầm 10 đến 15 giây đấy. 4, 3, 2, 1, hết giờ. Rồi, đồng hồ đã về không. Và bếp nướng cũng đã tắt luôn rồi cả nhà nhé. Đối với cả bếp nấu và bếp nướng thì sau khi bếp tắt thì cũng sẽ khóa ga luôn ạ. Rồi, bếp đã tự động khóa ga luôn rồi. Một chiếc bếp rất là tuyệt vời. Anh chị nào mà quan tâm tới cái chiếc bếp ga này thì liên hệ em nhé. 0359014200 là số của em. Chiếc bếp ga này vừa full chức năng mà lại giá lại vô cùng hợp lý ạ. Chiếc này em Hương bán cho cả nhà với giá là 3 triệu đồng cả nhà nhé. 3 triệu đồng thôi ạ. Rất là đẹp, bảo hành 1 năm. Sau hết thời gian bảo hành thì vẫn hỗ trợ kỹ thuật chọn đời bếp cho các anh chị luôn, nên là mình không có lo lắng đâu. Rồi một chiếc bếp màu ghi ở nhà nhá. Màu ghi, thành vách thì cũng khá đẹp. Cái tường của bếp là bằng thép không gì ạ. Còn cái dòng này thì chia lửa của bếp là sẽ là bằng nhôm cả nhà nhá. À em xin lỗi ạ, chia lửa bằng đồng ạ.
Đây, cho cả nhà xem cái chi lửa của chiếc bếp này. Chi lửa bếp này rất là đẹp luôn ạ. Nhưng chắc là cũng ít sử dụng thôi, nên là còn rất là vàng. Cả hai bếp luôn cả nhà nhá. Cả hai bếp luôn ạ. Đây ạ. Đồng vàng nguyên khối luôn cả nhà. Bếp rất là đẹp. Nhà em tại Triệu Sơn, Thanh Hóa các anh chị nhé. Anh chị nào mà ở gần thì em mời cả nhà qua nhà em luôn xem hàng, để gọi là tận mắt nhìn thấy bếp Nhật và tận mắt sờ tay và test các cái tính năng an toàn của bếp. Còn nếu mà mình ở xa thì em Hương sẽ quay video và sẽ chụp hình ảnh gửi cho mọi người. Mọi người ưng cái chiếc bếp nào thì em Hương sẽ gửi, cam kết gửi đúng hình cái bếp đấy cả nhà. Rồi xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Các anh chị trước khi rời kênh thì ủng hộ em Hương một like và một nút đăng ký kênh cả nhà nhé. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo của em Hương ạ.